Bạn xong có được chuẩn bị xua xa chết mày mà đang tiệt hay này cứ chỉ xài video rồi chỉ vật bật rồi bỏ lúc dây cùng châm bà đã miền là dụ bài tập làm chân năm hay là vật bàn cho toa tới tí nó chỉ mỗi nâng sắp hiếp dụ bọt nó sắp hiếp khá khá hay xong bọn bọn tình ọc nè tạm đàn tu sản à ẩm bị bọt sắp hiếp rồi bỏ ra vật hay nâng sắp hiếp bàn cho tới tí nó ta rương ra rồi bỏ lục dây cung châm đại miên là dụ bài tập rám ta đôi mà đại khla bà cả xôm cục chương tự ọc nế bà phục mai bóng con là gặp bộ tam đan tu sơn na nông nông chuyên là lục bóng bóng mai cố ba xôm rồng trăm tu sơn na là ca vừa đồng na hay đang tập vừa tập tập ao đồng chí năm là có đủ nơi tập vì đã trao tội và hay những bom non thảm ca sau đó chôn cứ bom say và quan bom say chân rì him và nâng Mr. May đã có đủ nơi ra ra đám rệt và nụ thom từ đồng chí năm và thờ một tục tập mùi và chẳng hạn không may bóng cố của mình chẳng tầm nàn mà to tiền mà bị cảm tiếp tục chẳng hạn và đã đánh giá cửa chung điệp xua tại đó không may bóng ôn của mình để ta từng ngõ bà thành công từng cao của tế không đẹp mà bạn nhưng mà cửa xô cửa rục nâng là chung điệp xua và tự căn ông của mình không may bóng ôn ngọt tiếp không đẹp mà ba thì ngày đi đại cửa nhưng bà tụ tạ và hãy nâng cổ cốt bạn phơi đồng nà mà đòi khăn cả cao và đó lại có sọp đọc chôn phục nhóm bàn nó mới khơi và đồ chặt lục dây và lục dây năm và cửa hàng lục dây năm hay nào cho mùi chào tôi và hay chẳng hai có con chặt chúng nó cứ bong sấy chất thô cứ bong sấy chân là đi him hay nâng Mr. May và chỉ chôn chết được keng các bạn mở khơi nhiều video hoặc nhóm các bạn đã thử số từ đó lục dây và còn khoảng đôi chỉ tục tất và khoảng lại bọt trường bọt đầy chẳng hạn ô phù mình và hay nâu sửa máy này hai con nâu thà quay dùng là hai con ăn miên tục tức sát nâng kê chẳng hai có bóng sấy chất khó và bóng sấy chân là này hiếm các bạn mơ khơi nhạc sai video phụ nhóm tới có con ăn là số các bạn ốp thom tục tật mùi và tục tật mùi hay nâng ngang co bị bế hay cứ bỏ phô đại nhóm tên nhóm một nít bạc hướng hộp chọc mà xe bạc đường tệch bạc hình co bị bế chúng luôn bị bế cứ hộp bàn tràn khá vì lại trao hình giấy nâng là hộp bàn bàn khá đó vậy và chẳng ngờ pi khai đó pi nãy dạy ta có pi nãy dạy chào pi nãy chào không dạy ta là bạn du rồi và chẳng ngờ ông phụ minh bóng phôn đại công phu tu sơn a từng môn từng cha từng cày từng thay ba ông phụ minh lỡ trong sắp đặt pi ca su nô ông pi sốc tục pi bằng vật mình thay tiếp được xa pi muốn có nhóm bàn rìp rộp rừng rau sốc tục cọt mà xa mà hơi ta đỡ lại bằng vật cọt tâm tài máu cọt trong su sốc tục từ căn lục dây xa tiết năm bay xu đừng bị chẹt vì đường rau đường sục túc còn dạng na dạng ná chẳng bóng bột bật xu bị chẹt xa tiết năm bay ở ông phụ minh bóng ôn từng ó đã cầm bóng tu sơn á chỉ phải cứ mà cha chúng nuôi bóng sợi chật thò bà còn bàn sơn đạp mà xa tiết bà bàn để lấy phụ cái nhóm bàn là cho học đo nông khai tạ kèo bà sọc ní cái hao phúng cây sọc khen khai tạ kèo bà chẳng hay có mà đọc ra lục dây nằm bà đại có đã luôn nơi trong bùm đi ông bùm mình phòng mai bóng ôn mà hai thằng này đi có buộc cái nhóm lòm dọc và chúng nuôi ông thông rồi bọc sọc đọc chân là có mì là thật chất sọc đọc thoa bà là bây giờ mà chui lục dây hay chỉ phải xe tiết nó cứ sọc đọc chân mì là thạo ca sầm rạp và thuê và tục tật bà chui từ lục dây bà chẳng hay là ní cứ khi nhóm còn tòa bán đăng thà lục dây còn mì là chmua ấy bà miền là man bà hai con ở luôn nơi tập pin nhà chơi đàn mù là đây ở ngoài tê bà thì pro ở trong còn tập tầm ở vườn nào mà đòn đi bà chẳng chuẩn bị tu lục dây bà hai lục dây miền chung ngoài đây lục dây cung châm cung châm hay ở đây lục dây hai dùng không mùi bà này mùi đấy lục dây bà lục dây miền chung một cung châm chứ mà ông ta qua chung một nằm nơi không phun cả hào ta chỉ nằm hào cào đối nhóm chung một số phép đấy cái hào chung một cụt tại chẳng hạn bà này lục dây miền ở dùng mà đấy lục dây bà chỉ biết
ចឹងក៏ផ្ញើថវិការរបស់អញ្ចឹមលោកយាយផងអញ្ចឹមបងថ្លៃធនាគារផងហើយអាចហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អត់ទេមកទៅ
thì riêng loài khai ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តលោកយាយឃើញថ្ងៃនេះគឺមានសំខាន់ណាស់បាទបាទលោកយាយក៏ពួកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកពំនាំលោកយាយណាពំនាំយកឲ្យចំនួនឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះដើម្បីមកជួយលោកយាយក្នុងការហូបចុក ว่าពីព្រោះថាវិការទាំងអស់នេះក៏ជាថាវិការរបស់សប្បុរសធម៌ក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកខ្សត់ខ្សោយអ្នកក្រីក្របាទហើយគាត់តែមានចិត្តមេត្តាករុណាហើយគាត់បានផ្ញើជាថាវិការតាមរយៈខ្ញុំបាទក្តីតាមអតៈក្តីបាទដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយគេថាថ្ងៃនេះគឺមានអង្គបាទមានអង្គចំនួន 2 3 2 3នេះគឺស្មើនឹង 100 គីឡូក្រាមបាទ 6 3 ស្មើនឹង 50 គីឡូបាទ ហើយក្នុងនោះគឺមានមីមួយកេះបាទមានតែត្រីខមួយគូត្រីទឹកហ៊ីវប្រេងឆាបាទមួយជ័យស្ករអំបិលបាទដើម្បីឲ្យជូនលោកយាយដើម្បីឲ្យគាត់បានហូបចុកហើយមួយទៀតគឺជាពិសេសជាងនឹងទៀតគឺបាទទទួលបានទឹកទឹកមួយទៀតថ្ងៃនេះបាទដោយសូមរជជនយើងគាត់តែជួយធ្វើបន្ទប់ទឹកជូនលោកយាយដោយលោកយាយមានការលំបាកក្នុងការបណ្ដៃបាត់ជើងបាទអញ្ចឹងហើយថាវិការដែលឧបត្ថម្ភមកនោះគឺប៉ុន្តែ បាទថាបកាដែលឧបត្ថម្ភមកនោះគឺបងស្រីចិត្តធោះគឺបងស្រីចន្ទរីហឹមបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលតែងតែផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភទៅតាមបងមុតក្តីតាមខ្ញុំក្តីជូនទៅដល់អ្នកសតអ្នកខ្សោយហើយគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់គឺវិស្ទើម៉ៃបាទដែលគាត់បានបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអន្តរទីក្រុងរដ្ឋណានៅរដ្ឋ ເລີຍປາດວ່າບ່ອງບ່ອງຈາມເດບ່ອງບ່ອງເພິ່ນໄດ້ບ່ອງເພິ່ນໄດ້ອີ່ຈັ່ງថ្ងៃນີ້ຄືບ່ອງປ້ອງອັນນີ້ກໍຊິຈຽງຂອງປູ່ມິ່ງບາດຈຽງເພື່ອປະຕົກຕັກນັ້ນໃຫ້ຈັ່ງດັ່ງໃດໃຫ້ດັ່ງຈະບາດຕາຕາຢູ່ເຖີຈໍາຫນາຍອໄວຄະໃຫ້ຕໍາໄລປະມານຊິສຕອງດາປະເພດນາຈັ່ງສົມເຈີຍຍັງຕາຊູດອກກັນ បាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជាពិសេសគឺបងស្រីចិត្តធោះបងស្រីច័ន្ទរីហឹមនិងមីស្ទើម៉ៃដែលជាគ្រូសាស្ត្របកបាទហើយខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកពូតែម្ដងបាទលោកពូជាមេជាងហើយនឹងជាអ្នកធ្វើបន្ទប់ទឹកនេះឲ្យលោកយាយបាទដោយស្រស់ស្អាតហើយនឹងស្តង់ដាដែលទូទៅដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើឯគេបន្ទប់នានាមិនថាបន្ទប់ អ្នកមានអ្នកក្រគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើតាមដែរបាទស្តង់ដាមានហ្នឹងធ្វើបន្ទប់ទឹកជូនលោកយាយធ្វើអន់ឲ្យគាត់ទេតែប៉ិតធ្វើស្អាតឲ្យគាត់តែម្ដងហើយតោះមកគាត់នឹងថាធ្វើហើយថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតឥឡូវកាលណាហៅគាត់មកនេះគឺបុគ្គលលុយកក់ពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យគាត់ទៅទិញសម្ភារៈធ្វើព្រោះឲ្យគាត់មកខ្ញុំទេបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺពូគាត់យក ចំនួន600 ឡាងបាទហើយមកសាតឲ្យមកស្តង់ដែរឥឡូវអ៊ំពូមីងឥឡូវមកសួរគាត់បន្តិចតើគាត់មានឈ្មោះអីហើយគាត់នៅណាហើយគាត់ធ្វើជាងប្រមាណឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំគាត់តាំងពីខ្ញុំដឹងទៅតាំងបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺខ្ញុំមិនតាន់កោតថាគាត់បាទគាត់ធ្វើតាំងមិនខ្ញុំមិនតាន់កោតទេបាទអញ្ចឹងពូអាចជម្រាបឈ្មោះលោកពូចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាបាទណាលោកពូខ្ញុំបាទខ្ញុំលងម៉ា
hay chúng phơi nó bị vô sna hay bần rồi nọt sna mình phơi tăng cái 2000 chiên mọ chập đặng phơi cả bị muốn chúng phơi lại tới đọt ổng mơ ở khơ ổng chập đặng phơi này ba phơi à kêu chúng lòng vĩnh thông thông đặng mà chẳng phơi tăng bị đặng mọ rốt tới sập ngày năng rốt sập ngày năng bị chong ở trái lên chong phơi hay phụ nó bị chốn mạn hay ổng sna này tiết học hay chăng ba chăng ở đây thế lục phu đời xa ở lấy lục phu ta chuẩn bị pi thơ bắt tục tật nắng ta lục phu thơ của man mát và đòi của man mát cầm cung của man mát hay tầm lay của mùi ổi nắng cứ xong mà đẹp nắng viên nó thật thề mình chăng á về cầm cung cầm po với bậc cất chơi tưng và đói tam đẹp nhưng lọc đó thơ bọn cá tụt chăng sóc hột đọt bật tí đó ấy nó mà tụt chăng khai tật cao nắng
2 mét, tật tầng 2 mét và đòi 2 mét 2 tắc. Mà còn quốc 2 mét 3 tắc. Mà càng mốc rứa buồn tật tạm dân mơ ở xóm rứa mình xóm. Mà có dân do tấu ở bà xì xong đặt nền năng tầm bản năng thế. Bật bật cửa rô. Rô, rô nóng về 2 lật. Rô nóng là rô chén á. Anh đang thử biết ăn tật ngay mùi. Bà, con ăn tật tội mùi. Mua tại giờ đúc mùi đúc. Bà anh chăng phu xong đặt tha phẩm mối rồi đó là anh chăng ấy mà rút ra làm đó có tha buôn tờ bố nó có tha phẩm mối rồi ha mà tay nhóm xong quá đó thang có tha nhóm vừa chui lại lục dây tê chăng ấy và hay là mỗi cái tháng ủy ban này thay bằng tay nhóm xong quá cho hai sắp quá vô phẩm mối rồi ha tê bằng tay nhóm xong quá tháng là phu vô tầm phẩm mối rồi bán thôi bây giờ chun bán xong thả cá chun lục dây thêm tiền chăng ấy bố và chăng ông phụ minh của bạn đáp nơi phụ chiên hay năng bốt hay nhung của bạn đi đó vì tầm lấy năng công tác tại ngoài bờ hàng bởi vì nó cứ toàn ngã cho không này toàn cứu dân mình không cơ này cứ bị toàn ngã công tác hay không rồi dân cứ làm công việc thôi và thả ca và dân và bên đấy cứ bó bó nên lộ dây này bó bó ấy tôi không tập bên đấy không ออกคนดอกจักนะไอ้ออกคนดอกจักถ้าปากกาเนี่ยอุปถัมภ์กับทองคืออย่างนั้นดอกเจ้ยอย่างนั้นก็โซ่อ่ะออกมวยใสมวยใสมวยใสจันทร์ดารีหิมจันทร์ดารีหิมมวยใสจันทร์ดารีหิมน้องน้องบ้านก็เลยบ้านมอสก็จะมาอุปถัมภ์ไปเองใส่ก็มาออกจักบ้านเองจักบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ้านก็ไปเจ้าบ้านเองบ
hai vật riêng ra được bao lục dây cung châm bằng phong từ ốc này các bạn tu sơn na ruột sạch mà hai bát và bằng phong từ ốc này anh đặt sâu từ đó vụ quạt có sôm chui chạy đầm lệch nước sai bị ôn đi phong bát làm bây giờ bạn bằng phong từ ốc này bạn đắng chui từ đó quạt hay có sôm ốc côn chia ra nâng cao chui ôp thâm nâng quan tro riêng là hột mộc bát hay khi nhóm bát mai có mộc rồi có mộc sôm ốc có sôm cột lìa đói sẽ khai miền bảo mạng bản nét nâng vô trả lập chụp bóng bóng xa chỉ thầm mây tiết nâng xài bí tổ chỉ vượt bật thầm mây thầm mây rồi bỏ phụ quật tặng ọc nế mô gọng bí miệt tục bật tế rồi bỏ dương bạc xông cố rộp lý bạc.